Mịch thứ check-in ngày giãn cách, ai ở đâu ở đấy. Hôm nay ngày 10 tháng 8 năm 2021, chúng ta sẽ về ấp Ngọc Thuận, xã Đông Hưng A xem người dân mò cá ngát trên sông. Dịch bệnh nên mình về mình bắt cá ngát mình ăn. Bữa kiếm 50 con cái này nè. Ăn minh nha. Kiên Giang. Và như thường lệ, trước tiên Miệt Thứ sẽ điểm qua một số tin vắn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà bà con cần biết. Về tình hình dịch bệnh COVID-19, theo Bộ Y tế, sáng ngày 10 tháng 8, cả nước ghi nhận thêm 5.149 ca mắc COVID-19, trong đó thành phố Hồ Chí Minh là 2.490 ca. Riêng Kiên Giang chúng ta có 26 ca. Và từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 9 tháng 8, tức ngày hôm qua, Kiên Giang ghi nhận 1 ca. Tính trong ngày 9 tháng 8 thì tỉnh chúng ta đã ghi nhận được 20 ca. Như vậy, chỉ hơn 2 ngày từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 10 tháng 8 đã ghi nhận 64 ca mắc COVID-19. Tổng số ca thống kê tính từ ngày 29 tháng 4 đến sáng ngày hôm nay, tức ngày 10 tháng 8, tỉnh Kiên Giang có 383 ca. Và với những thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà Miệt Thứ vừa mới cập nhật, thiết nghĩ bà con mình cần thật sự phải tiếp tục nghiêm chỉnh chấp hành tinh thần ai ở đâu ở đấy hơn nữa. Vì khi kiểm soát được dịch bệnh thì bà con mới thật sự trở lại một cuộc sống yên bình như trước. Và trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều nỗ lực đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine, đảm bảo an toàn tiêm chủng, tạo miễn dịch cộng đồng, phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 10 tháng 8 năm 2021, Kiên Giang đã bắt đầu triển khai tiêm 128.001 liều vaccine phòng bệnh COVID-19 đợt 3 năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Cho các đối tượng thuộc nhóm ưu tiên và miễn phí gồm nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm ưu tiên là người lao động làm việc tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp, tiểu thương buôn bán tại chợ, người bán vé số, các chức sắc, chức việc, các tôn giáo. Theo ghi nhận của Sở Y tế Kiên Giang, với những người đã tiêm lần 1, lần 2 thì cũng có một tỷ lệ nhất định có phản ứng sau tiêm, nhưng chủ yếu là ở mức độ nhẹ. Vì vậy, bà con xin hãy yên tâm khi đi tiêm chủng. Và bà con nào chuẩn bị đi tiêm cần lưu ý những điều sau. Chuẩn bị giấy tờ đầy đủ cần thiết như chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc thẻ bảo hiểm y tế, phiếu tiêm các loại vaccine khác, sổ khám bệnh, đơn thuốc sử dụng trong thời gian gần đây. Bà con cần chủ động thông báo cho cán bộ y tế những thông tin liên quan đến sức khỏe cá nhân như tình trạng sức khỏe hiện tại, các bệnh mãn tính đang được điều trị, các thuốc và liệu trình điều trị đang được sử dụng gần đây. Và cũng nên cung cấp thông tin về tiền sử dị ứng hoặc phản vệ của bản thân với bất kỳ tác nhân nào. Theo chương trình chỉ đạo của Bộ Y tế thì từ nay đến cuối năm 2021, quý 1 năm 2022 phải tiêm vaccine hoàn thành trên 95% người dân có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. Trong đợt 4 năm 2021, tỉnh Kiên Giang được phân bổ 56.000 liều vaccine AstraZeneca và 84.000 liều vaccine Moderna, sẽ tổ chức tiêm từ ngày 14 tháng 8 năm 2021. Ngoài những đối tượng theo quyết định thì trong đợt này, tỉnh Kiên Giang sẽ ưu tiên tiêm cho người dân thành phố Phú Quốc, thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành. Tại huyện An Minh, xã Thuận Hòa, sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 8, tổ công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang do đồng chí Thượng tá Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tổ trưởng đã đến thăm tặng quà cho 15 lực lượng dân quân tự vệ và 10 bà con đang có hoàn cảnh khó khăn trong công tác phòng chống dịch tại xã Thuận Hòa. Mỗi phần quà gồm gạo, mì, khoai lang, nước lọc trị giá khoảng 500.000 đồng. Tại huyện U Minh Thượng vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 8 tháng 8, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn, công an xã Minh Thuận đã phát hiện một nhóm đối tượng trên địa bàn ấp Minh Cường A, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng tụ tập đánh bạc để giải trí. Hiện lực lượng công an đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 11 đối tượng vì hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người. Và tiếp theo là một số hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang mà Miệt Thứ đã cập nhật được trong ngày hôm nay. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là huyện đoàn huyện U Minh Thượng đã gửi chiếc xe lăn và số tiền 1.020.000 đồng đến em Nguyễn Ngọc Thảo tại ấp Kinh 6, xã Minh Thuận. Được biết, em Nguyễn Ngọc Thảo, em bị khuyết tật chân, thiểu năng. Nhưng mà có lẽ ngày hôm nay trong tiềm thức của em vẫn là một niềm hạnh phúc khi được sự quan tâm và nhận được quà. Hôm nay em đã cười rất là hạnh phúc.
Và huyện Đoàn, huyện U Minh Thượng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến quý mạnh thường quân đã hỗ trợ cho em Nguyễn Ngọc Thảo. Mẹ lâu chưa không về cô? Bao lâu rồi không về? Rồi cũng hơn nửa năm hả? Dạ. Lúc này có làm được không cô? Rồi tốn tiền trọ, tiền ăn, tiền đồ lum trên nữa hả? Theo cập nhật của Miệt Thứ, trong những ngày qua, Ban Thường vụ huyện Đoàn, Hội đồng đội huyện U Minh Thượng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ kịp thời, chia sẻ những khó khăn đến các em thiếu nhi học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Những xuất quà gồm tiền mặt, gạo, mì, nhu yếu phẩm cần thiết cho các em trong dịp hè đặc biệt này là một lời động viên tinh thần lớn nhất và thể hiện được tình cảm, ý nghĩa và tinh thần yêu thương, tương trợ, đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau của bà con huyện U Minh Thượng. Và hình ảnh mà mọi người đang xem là 80 suất ăn chè bắp của gia đình chị Mai Nguyễn, ngụ tại thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, dành cho các chiến sĩ trực chốt. Chia sẻ với Miệt Thứ thứ 11, chị tâm sự. Đến ngày hôm nay, bà con tại thị trấn Vĩnh Thuận đã trải qua một tuần phong tỏa, còn một tuần nữa thôi. Cầu trời Phật cho dịch mau qua, bà con ổn định cuộc sống và các anh bộ đội cũng sớm về bên gia đình của mình. Và đây là những hình ảnh thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ huyện Tân Hiệp. Trong những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại huyện Tân Hiệp đã có những diễn biến phức tạp sau khi phát hiện trường hợp F0 tại ấp Đông Thái, thị trấn Tân Hiệp ngày 4 tháng 8 và trường hợp F0 tại ấp Kinh 10A, xã Đông Thành B ngày 8 tháng 8. Trước tình hình đó, với mục đích hỗ trợ những gia đình khó khăn, hộ gia đình cách ly tại nhà trong khu phong tỏa, tuổi trẻ Tân Hiệp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực cụ thể như kêu gọi người dân ở nhà, việc đi chợ để thanh niên tình nguyện lo. Với đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ người dân mua nhu yếu phẩm, vật dụng thiết yếu đã sẵn sàng từ ngày 7 tháng 8 năm 2021. Và đặc biệt là chuyến xe không đồng, san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch của tuổi trẻ Tân Hiệp đã tiếp tục lăn bánh trong những ngày qua, mang theo những tấm lòng của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ đến các hộ khó khăn trên địa bàn các xã và thị trấn của huyện. Và hình ảnh mà chúng ta đang xem là những chiếc áo xanh không ngại mưa nắng của thời tiết tháng 8. Từng cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên mang từng phần quà ấm áp nghĩa tình của quý mạnh thường quân đến từng hộ gia đình, trao cho bà con nghèo khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 220 xuất quà gồm gạo, mì đường, nước mắm, dầu ăn, trứng, củ quả đã góp phần hỗ trợ cho người dân gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn này tại các xã Thạnh Trị, Tân Hiệp B và Thạnh Đông A vào ngày 5 tháng 8 năm 2021. Ban Thường vụ huyện Đoàn, huyện Tân Hiệp cũng xin gửi lời trân trọng cảm ơn và ghi nhận tấm lòng vàng của các quý mạnh thường quân và các bạn tình nguyện đã hỗ trợ. Với tinh thần đoàn kết, tương thân thương ái, động viên nhau lúc khó khăn, trong những ngày tới, chuyến xe không đồng sẽ tiếp tục lăn bánh để tiếp tục lan tỏa sự quan tâm, san sẻ yêu thương, góp phần chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch. Và mọi sự đóng góp của quý mạnh thường quân vui lòng liên hệ với huyện Đoàn, huyện Tân Hiệp qua số điện thoại đang hiển thị trên màn hình. Và những đóng góp sẽ được huyện Đoàn công khai và hỗ trợ đúng đối tượng cần giúp đỡ. Và phần cuối của video ngày hôm nay chính là hình ảnh người dân mò cá ngát trên sông tại ấp Ngọc Thuận, xã Đông Hưng A. Video được chia sẻ bởi bà con trên trang Facebook cá nhân. Bữa nay mình ở ấp Ngọc Thuận, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Bữa nay dịch ba cái dịch bệnh, bây giờ dịch bệnh quá tràn lan rồi. Thôi buồn buồn anh em xuống mò vậy đó. Bắt cũng bữa cũng kiếm 5-10 con cá cỡ này nè mấy anh mấy chị ơi. Cỡ 5-10 con cỡ này nè, mò một ngày á. Thế nên bây giờ dịch bệnh quá trời không đi mần được. Nên mình về quê mình đi mò cá ngát về nấu canh chua bậy bạ đó.
hai anh cái này mò mình đang cầm con cá ngát cỡ 2 kg. Mấy anh mấy chị xem nha, mình buồn quá, mình đi về quê mình cũng không mần được cái gì, dịch bệnh nên mình về mình bắt cá ngát mình ăn. Bữa kiếm 50 con cái này nè, ăn minh nha Kiên Giang. Nè, hai con cá ở dưới sông này, hai cá cũng bự nè. Bây giờ mình đang bỏ con cá vô trong đang trong cái gỗ. Nha bà con, bây giờ mình đang bỏ con cá vô cái gỗ đây nha. Đang bỏ con cá trong cái gỗ. Giờ mình đang lọc con này, mình đem dình rửa mình luộc con giòm, đang lọc giòm nha bà con. Ở dưới sông này có hai con cá bự nè, hai con cá đang học nữa, có hai cá như này nè hai cá dưới sông nè. Cá này bự dữ. Còn mình đang cầm con cá. Mình cũng đang cầm con cá. Tội nghiệp mấy anh mới chở dùng mà đi mặn không được về được buồn. Ở nhà buồn mà đi một cá ngát kiếm bậy bạ nó ăn nè.